Truyện cổ thế giới, nghìn lẻ một ngày. Tập 16. Hoàng tử Calab đáp: Thưa công chúa, đây là mặt trời. Chàng trả lời đúng. Tất cả các vị đại học sĩ đồng thanh thốt lên: Đấy là mặt trời, đấy là mặt trời, đấy là mặt trời, đấy là mặt trời. Công chúa lại hỏi: Ai là người mẹ sau khi sinh hạ các con lại nuốt chửng hết chúng lúc các con đã lớn khôn? Đấy là biển. Hoàng tử Sinogai đáp: Bởi tất cả các dòng sông đều lấy nước từ nguồn, và tất cả các dòng sông đều tuôn vào biển cả. Công chúa Turandot thấy chàng hoàng tử trẻ trả lời đúng hai câu đố của mình, lấy làm tự ái và nhất quyết sẽ tìm đủ mọi cách để chàng trai này phải mất mạng. Nàng hỏi tiếp: Cái gì mà tất cả các lá, mặt lá này thì trắng, mặt lá kia thì đen? Nàng công chúa không bằng lòng chỉ nêu câu đố. Cô gái tinh ranh ấy muốn chàng trai nhìn thấy sắc đẹp của mình, rồi đâm ra choáng váng, mất bình tĩnh, liền dỡ luôn tấm màn che mặt, để tất cả mọi người cùng nhìn thấy trọn vẹn vẻ đẹp vô song của khuôn mặt ấy. Ở đấy, sự thẹn thùng và nỗi bực bội hiện lên, càng làm tăng sự hấp dẫn. Mái tóc công chúa đeo một vòng hoa tết bằng những bông hoa tươi với nghệ thuật hết sức tinh xảo. Đôi mắt nàng sáng trong hơn các vì sao. Mặt nàng đẹp tựa mặt trời khi vừa ló ra khỏi đám mây dày che khuất và xuất hiện trên bầu trời với tất cả ánh hào quang. Chàng trai con vua Timotas vốn đang suy tình, nhìn thấy sắc đẹp tuyệt thế giai nhân của nàng công chúa, trong lúc đáng lẽ phải cất tiếng giải đáp câu đố nàng đề ra, thì lại lặng câm và đứng yên như phỏng. Ngay lập tức, tất cả mọi người có mặt trong điện thiết triều, vốn ai cũng quan tâm đến mạng sống của chàng, đều vô cùng lo sợ. Bản thân hoàng đế cũng tái mặt. Vua nghĩ, thế là thôi, chàng hoàng tử trẻ này đến bỏ mạng mất rồi. Nhưng hoàng tử Calab kịp bình tĩnh trở lại sau cơn kinh ngạc do sắc đẹp của nàng Turandot gây nên. Chàng làm toàn cứ tỏa yên tâm ngay khi ngỏ lời nói như sau: Kính thưa nàng công chúa vô cùng xinh đẹp, xin nàng hãy tha thứ cho tôi đã ngẩn người trong chốc lát. Tôi ngỡ mình vừa nhìn thấy xuất hiện một tiên nữ đẹp nhất trong các tiên nữ trên thiên đường. Nhan sắc của công chúa làm tôi bối rối. Xin công chúa hãy rộng lòng nhắc lại câu đố công chúa vừa ra, bởi tôi quá hoang mang, không sao nhớ được sắc đẹp công chúa, làm tôi quên mất hết mọi sự trên đời. Công chúa Turandot nói: Tôi đã đặt với ngài câu đố như sau. Cái gì mà tất cả các lá, mặt lá nào thì trắng, mặt lá kia thì đen? Hoàng tử Calab đáp: Cây ấy biểu hiện thời gian năm, mỗi năm gồm có ngày và có đêm. Câu trả lời này lại được mọi người có mặt trong điện thiết triều hoan hô. Các đại thần cũng như các đại học sĩ đều cho câu trả lời chính xác và khen ngợi chàng hoàng tử. Lúc này, hoàng đế Anh Tông nói với công chúa Turandot: Này, con gái của ta, con hãy thừa nhận con đã chiến bại và hãy chấp thuận nhận người chiến thắng hôm nay làm chồng. Tất cả các hoàng tử từng đến đây trước, không ai có thể giải nổi một câu đố của con. Chàng hoàng tử này, như con vừa thấy, đã giải đúng tất cả 3 câu. Chàng ấy chưa thể chiến thắng được con đâu. Công chúa vừa nói, vừa kéo tấm màn che mặt để giấu vẻ bối rối và những dòng nước mắt tủi hổ không sao cầm được. Con còn có nhiều câu đố khác sẽ đặt ra cho chàng, nhưng con xin được lui đến ngày mai. Nhà vua nói: Ồ, việc này không được đâu. Ta không thể cho phép con đặt ra vô vàn câu hỏi. Tất cả những gì ta có thể chấp thuận, ấy là cho phép con hay đặt thêm một câu đố nữa ngay tức khắc. Công chúa thưa, mình chỉ chuẩn bị có mấy câu đố vừa rồi và xin phép vua cha cho nàng được đặt câu đố với hoàng tử vào ngày hôm sau. Hoàng đế Trung Hoa nổi giận: Ta không thể nào cho phép con như vậy. Con chỉ nghĩ đến chuyện làm sao cho trí óc hoàng tử bối rối, trong khi ta lại lo cách làm sao giải thoát cho mình khỏi lời thề khủng khiếp mà trước đây ta đã nhớ thiếu cẩn trọng và trót ngỏ lời thề. Này,
con gái độc ác kia, hình như con chỉ thích nhìn máu chảy. Hình như cái chết của những chàng trai yêu thương con là một cảnh tượng khoái trá đối với con sao? Hoàng hậu sinh ra con, qua đau đớn buồn phiền vì bao nhiêu điều bất hạnh con gây nên cho những người khác đã qua đời. Trong đau khổ, cho rằng mình đã trót sinh hạ một đứa con gái giả mang như con. Còn ta, con chẳng nhìn thấy sao? Ta buồn rầu không một lúc nguôi, mỗi lần ta chứng kiến những hậu quả chết người do ta quá chiều chuộng con mà gây nên. Hôm nay, nhờ các đấng thần linh ngự trị trên trời, nhờ có thần mặt trăng, thần mặt trời phù hộ, các vị cảm động trước thành tâm của ta đã cho phép từ nay trong hoàng cung không còn diễn ra nữa những cuộc hành quyết làm ô danh tên tuổi của con. Bởi vì hoàng tử này đã giải đúng tất cả những câu đố còn đề ra cho chàng. Ta xin hỏi, tất cả những vị đại thần và đại học sĩ trong hội đồng chứng giám hôm nay, có phải hoàng tử này trở thành hôn phu của công chúa là công bằng hay không? Tất cả đại thần và các đại học sĩ thì thầm trao đổi với nhau. Sau đó, viên thái giám trường đứng lên thay mặt tâu. Muộn tàu bệ hạ, từ nay hoàng thượng không còn bị ràng buộc bởi lời thề khi ngài cho ban bố chiếu chỉ nêu những điều kiện khắt khe. Bây giờ, đến lượt công chúa phải làm trọn nghĩa vụ của mình. Công chúa đã hứa sẽ chấp thuận thành hôn với chàng trai nào giải được các câu đố do công chúa đặt ra. Một hoàng tử đã giải đáp được tất cả như mọi người vừa thấy, làm hài lòng toàn thể triều thần có mặt hôm nay. Vậy công chúa phải giữ vẹn lời thề, nếu không các vị thần linh trong nôm phán quyết việc thề thốt của người trần sẽ không thể dung tha sự bội ước. Ngày thứ 72. Trong thời gian ấy, công chúa Turandot ngồi lặng đi, đầu gục xuống gối, có vẻ như đang đắm chìm trong một nỗi buồn vô cùng sâu sắc. Chàng Calab nhận ra điều đó, chàng phủ phục trước hoàng đế Anh Tông và tâu: Muôn tâu hoàng đế vĩ đại, mà đức công minh và lòng hào hiệp đã làm rạng rỡ và thịnh vượng đế quốc Trung Hoa mênh mông, tôi cầu xin hoàng thượng ban cho một ân huệ. Tôi nhận thấy công chúa đang tuyệt vọng bởi tôi có diễm hạnh giải đáp đúng các câu đố của nàng. Chắc hẳn nàng muốn tôi đáng được chết hơn muốn cho tôi sống, bởi công chúa đã có sự đố kỵ đàn ông đến mức ấy. Mặc dù đã có lời hứa, nàng vẫn muốn khước từ, không chịu kết hôn với tôi. Vậy tôi xin được từ bỏ các quyền của tôi trong việc này, với điều kiện là xin công chúa nàng trả lời đúng đắn một câu hỏi mà tôi sẽ nêu ra với nàng. Tất cả mọi người ai nấy đều khá ngạc nhiên khi nghe lời hoàng tử nói. Nhiều người thầm thì với nhau, chàng hoàng tử trẻ tuổi này điên rồ mất rồi, sao lại tự mình tạo ra cái cớ để người ta có thể phủ nhận thành quả chàng vừa đạt được với cái giá tính mạng của mình. Hẳn chàng nghĩ có thể nêu ra một câu hỏi làm công chúa Turandot bối rối chăng? Nếu thế, hẳn chàng chưa hiểu hết thực tế. Bản thân hoàng đế Anh Tông cũng khá ngạc nhiên về điều chàng Calab ngỏ lời cầu xin, vua bảo chàng: Này hoàng tử, chàng có suy nghĩ kỹ về những lời vừa buộc miệng nói ra ấy hay không? Tâu bệ hạ, tôi có suy nghĩ kỹ. Chàng hoàng tử người nô gai đáp: Dạ, tôi kính cẩn khẩn cầu hoàng thượng ban cho ân huệ ấy. Hoàng đế đáp: Ta chấp thuận, nhưng cho dù có việc gì xảy ra sau này, ta tuyên bố từ nay ta không còn bị ràng buộc bởi lời thề. Từ nay ta không bắt bất kỳ một hoàng tử nào phải chịu tội chết nữa. Được lời hoàng đế phán, chàng trai con của vua Timotas hướng về phía nàng công chúa và nói: Trình nàng công chúa Turandot cao sang, hẳn nàng đã nghe rõ những điều tôi vừa thưa. Cho dù theo lời phán quyết của cử tọa uyên bác này, nàng phải chấp nhận tôi làm chồng. Cho dù nàng đã thuộc về sở hữu của tôi vẫn xin trả lại tự do cho nàng. Tôi khước từ quyền của mình. Tôi vui lòng để mất đi một tài sản quý báu vô ngần. Miễn là rồi đây nàng trả lời đúng đắn một câu hỏi mà tôi sẽ đặt ra với nàng. Nhưng về phía nàng, xin nàng thề nếu không thể trả lời đúng câu hỏi ấy, thì nàng hãy vui lòng và tự nguyện tạo nên hạnh phúc của đời tôi, để cho tình yêu tha thiết của tôi đạt tới thành đạt quang vinh.
Nàng công chúa kiêu ngạo đáp: "Vâng, thưa hoàng tử, ta chấp nhận điều kiện. Ta xin thề trước tất cả những gì thiêng liêng nhất là ta chấp nhận điều kiện ấy. Và xin nhờ các vị đại thần và đại học sĩ có mặt hôm nay làm chứng cho lời thề của ta." Tất cả triều đình lúc ấy đều nóng lòng chờ nghe câu hỏi mà chàng Ca Láp sẽ đặt ra với công chúa. Ai cũng thầm trách hoàng tử trẻ tuổi, tại sao lại tạo ra một cơ hội không cần thiết? Vì qua đó có nguy cơ bỏ mất khả năng lấy nàng công chúa còn hoàng đế Anh Tông. Ai nấy đều cảm thấy sững sờ trước sự táo bạo của chàng trai. Hoàng tử Ca Láp cất tiếng: "Thưa nàng công chúa xinh đẹp, ai là chàng hoàng tử sau khi phải chịu đựng vô vàn khổ ải và có lúc ăn xin để kiếm sống, lúc này đang chói lọi vinh quang và hứng thú?" Công chúa lặng im suy nghĩ một chốc rồi đáp: "Lúc này đây ta chưa thể trả lời câu hỏi ấy, nhưng ta hứa ngày mai ta sẽ nói ra với mọi người danh tính chàng hoàng tử ấy." Chàng Ca Láp thốt lên: "Thưa công chúa, khi nàng đặt ra câu đố tôi đâu có xin thêm thời hạn. Bây giờ sẽ không công bằng nếu tôi chấp nhận gia thêm thời hạn cho nàng. Mặc dù vậy, tôi vẫn muốn một lần nữa làm vui lòng nàng. Tôi hy vọng sau đấy nàng sẽ quá hài lòng và không gây thêm khó khăn nào nữa để chấp thuận thành hôn với tôi." Hoàng đế Anh Tông phán: "Công chúa phải quyết định dứt khoát về việc này. Giả sử trong trường hợp rồi công chúa không trả lời đúng câu hỏi đặt ra thì không được lấy cớ mình lâm bệnh hoặc giả giờ đau yếu để khước từ, không chịu kết hôn với người yêu của mình. Cho dù lời thề của ta trước đây không tính đến việc này, công chúa không bị buộc phải thi hành đúng như nội dung chiếu chỉ. Xong, ta sẽ xử công chúa chịu tội chết, còn hơn là cho chàng hoàng tử trẻ tuổi này đi khỏi triều đình ta. Đời ta chưa bao giờ gặp một con người khả ái hơn chàng trai này." Nói xong, hoàng đế đứng lên truyền lệnh bãi triều. Vua cùng công chúa lui vào nội cung, từ đấy vua trở về phòng riêng của mình. Sau khi hoàng đế ra khỏi điện thiết triều, tất cả các vị đại học sĩ, các quan đại thần đều xúm đến khen ngợi chàng Ca Láp về trí tuệ thông minh của chàng. Một người nói: "Ta khâm phục chàng suy nghĩ rất nhanh và rất dễ dàng." Người khác bảo: "Tôi thì tôi cho không có vị tú tài, cử nhân hay tiến sĩ nào có kiến thức sâu rộng như ngài. Chưa từng có một hoàng tử nào đã đến đây cầu hôn công chúa trước ngài. Có thể sánh một chút thôi tài hoa phong nhã và hiểu biết uyên thâm của ngài. Chúng tôi hết sức vui mừng ngài đã thành công trong việc cầu hôn." Chàng hoàng tử Nogai trân trọng cảm ơn tất cả những vị ngợi khen chàng, không bỏ sót một ai. Tiếp đó, sáu vị đại thần đã dẫn chàng đến nơi thiết triều, đưa chàng trở về biệt điện dành riêng cho chàng. Trong khi mọi người, kể cả các đại học sĩ được triệu đến vì việc này, ai nấy đều trở về nhà riêng, lòng ai cũng không khỏi thoáng lo âu về câu trả lời của nàng công chúa con hoàng đế Anh Tông vào ngày mai. Công chúa Turandot trở về cung, theo sau chỉ có hai cung nữ Tâm Phúc. Vừa vào đến phòng riêng, nàng cất tấm màn che mặt, gieo mình xuống chiếc sập, rồi buông mình theo những nỗi bực bội đang xáo động tâm can. Mọi người nhìn thấy rõ trên khuôn mặt của nàng hiện lên sự xấu hổ cùng đau đớn. Đôi mắt nàng vốn đã đẫm lệ, giờ lại cứ tuôn rơi nước mắt ròng ròng. Nàng bứt những bông hoa cài trên đầu dứt đi, xõa mái tóc rối bù. Hai cung nữ Tâm Phúc muốn an ủi công chúa, nhưng nàng bảo họ: "Hai em hãy để ta yên, đừng có quan tâm săn sóc ta vô ích. Giờ đây ta không nghe, không thấy gì hết ngoài nỗi tuyệt vọng của ta. Hãy để yên cho ta khóc, cho ta buồn. Ôi, ngày mai ta sẽ bối rối đến đâu khi trước mặt toàn thể triều đình, trước các vị đại học sĩ uyên bác nhất nước Trung Hoa, ta đành thú nhận ta không thể trả lời câu hỏi chàng đề ra cho ta. Mọi người sẽ nói, đấy, nàng công chúa thông minh tuyệt vời, lúc nào cũng tự cho mình hiểu biết tất cả. Thế mà một điều bí ẩn chẳng có gì khó khăn lắm lại không thể nào đoán ra. Than ôi, tất cả mọi người đều chỉ quan tâm đến mỗi chàng hoàng tử trẻ tuổi ấy thôi. Ta nhận thấy mọi người tái mặt lo lắng khi chàng ta có vẻ hơi bối rối. Và ta lại thấy mọi người mừng vui hớn hở khi chàng ta hiểu thấu được ý nghĩa các câu hỏi của ta. Bởi vậy,
ta càng thêm buồn bã, thấy mọi người sẽ lại một lần nữa vui thích trước nỗi khổ của ta khi ta đành chịu nhận thua cuộc. Lời thú nhận đáng hổ thẹn của ta càng là niềm vui lớn đối với mọi người, thì đó càng là cực hình lớn đối với ta. Một cung nữ thưa: Tâu công chúa, đáng ra công chúa không nên buồn rầu sớm quá, không nên mường tượng ra nỗi xấu hổ mà nàng phải chịu ngày mai. Tốt hơn là công chúa nên nghĩ chuyện làm sao chớ để xảy ra điều ấy. Câu hỏi của chàng hoàng tử có đến nỗi khó khăn tới mức nàng không thể nào giải đáp. Với thiên tài bẩm sinh và học vấn uyên thâm của công chúa sẽ có cách xử lý tốt. Công chúa Turandot nói: Không, đấy là một điều không thể. Bởi chàng hỏi ta ai là hoàng tử sau khi đã chịu đựng vô vàn khổ ải và từng ăn mày để kiếm sống, lúc này đây đang chói lọi vinh quang và vui thích. Ta hiểu đấy chính là chàng hoàng tử ấy, nhưng ta có quen biết chàng ta đâu, làm sao ta nói ra đúng tên họ của chàng. Cung nữ ấy lại nói: Tuy nhiên, thưa công chúa, bà từng hứa trước triều đình ngày mai sẽ nói ra tên chàng hoàng tử ấy. Khi bày tỏ lời hứa, hẳn công chúa có hy vọng mình sẽ thực hiện được. Công chúa đáp: Ta chẳng hy vọng gì sớt, ta chỉ xin có thêm thời gian để chết vì buồn phiền trước khi buộc phải thú nhận sự hổ thẹn của mình và phải kết hôn với chàng hoàng tử kia. Cung nữ tâm phúc kia lại nói: Quyết định của công chúa hơi quá cứng nhắc đấy. Em biết không có người đàn ông nào trên đời có thể sánh ngang bà, thưa công chúa. Nhưng phải công nhận chàng hoàng tử này đặc biệt ưu việt. Chàng rất khôi ngô tuấn tú, thông minh đỉnh ngộ. Tất cả những cái đó hẳn khiến công chúa nên ưu ái chàng chút nào chứ. Công chúa ngắt lời: Nói cho công bằng, nếu trên đời này có một hoàng tử nào đáng cho ta để mắt nhìn vào thì chính là hoàng tử này. Ta thừa nhận có lần trước khi ra câu đối với chàng, ta sinh lòng thương hại. Ta đã buộc tiếng thở dài khi nhìn thấy chàng. Ấy là điều cho đến bây giờ chưa từng xảy ra với ta. Suýt nữa, ta đã mong chàng giải đáp đúng các câu đố. Quả lúc ấy, ta có đỏ mặt lên hổ thẹn vì sự yếu đuối chốc lát của mình. Nhưng rốt cuộc, lòng kiêu ngạo đã chiến thắng tình cảm. Hơn thế, những lời giải đúng đắn của chàng làm cho ta càng thêm bất bình. Tất cả những lời hoan hô mà các vị đại học sĩ dành cho chàng làm ta rất đổi buồn bã. Ta không tự chủ được nữa, ta chỉ còn thấy thù hận chàng thêm thôi. Ôi, hỡi Turandot khốn khổ, hãy mau chóng chết đi vì hối tiếc và buồn phiền. Sao mi phải gặp một chàng trai trẻ đủ sức mang lại hổ thẹn cho mi và buộc mi phải trở thành hôn thê của chàng ấy? Nói đến đấy, nàng lại khóc lóc già hơn. Trong cơn bực bội, nàng bứt các lọn tóc, xé rách áo quần. Thậm chí có lần nàng định đưa tay cào cấu đôi má xinh như hai nụ hoa hồng để mình không còn có nhan sắc nữa. Bởi nàng cho chính sắc đẹp này là nguyên nhân gây nên nỗi bối rối, lo buồn nàng đang phải chịu lúc này. May sao các cung nữ lúc nào cũng sẵn sàng ngừa trước mọi hành động của công chúa, kịp thời giữ tay nàng lại. Nhưng cho dù mọi người xúm lại giúp đỡ khuyên giải, không có một ai có thể làm cho công chúa bình tâm trở lại. Trong khi nàng công chúa đang sống trong tình trạng khủng khiếp ấy, thì chàng hoàng tử thích thú vì kết quả đạt được trước triều đình đang tràn ngập niềm vui. Chàng dạt dào hy vọng ngày hôm sau sẽ chiếm hữu trái tim nàng công chúa. Ngày thứ 74, hoàng đế từ điện thiết triều trở về đến phòng riêng, liền sai người đi tìm hoàng tử Calab đến ngay để đàm đạo riêng với chàng về những việc vừa xảy ra trước toàn thể triều đình. Được lệnh của hoàng đế, chàng hoàng tử người Nogai vội vã đến ngay. Trông thấy chàng, hoàng đế ôm hôn rất trìu mến. Chào con trai của ta, hãy đến đây giúp ta giải nỗi băn khoăn. Ta đang lo sáng mai con gái ta sẽ trả lời đúng câu hỏi con vừa đặt ra cho nó. Tại sao con lại tự mình bày ra nguy cơ có thể khiến con hụt mất người con yêu thương? Hoàng tử Calab đáp: Tâu bệ hạ, xin hoàng thượng chớ lo âu. Không thể nào công chúa nói đúng họ tên chàng hoàng tử mà tôi đã hỏi, bởi tôi chính là hoàng tử ấy. Và từ khi tôi đặt chân đến quý quốc,
chưa hề có ai hay biết kẻ này là ai. Nhà vua vui vẻ thốt lên: Con nói làm ta yên lòng. Ta thú thật, hồi nãy ta hơi lo lắng, bởi Turandot là một cô gái học vấn rất uyên thâm, trí tuệ nó rất tinh tế, khiến ta e ngại thay cho con. Nhưng ơn trời, con làm cho ta trở lại yên tâm. Cho dù công chúa có thông minh đến đâu, đủ sức hiểu thấu mọi điều bí ẩn, vẫn chẳng thể nào đoán ra được tên con. Giờ ta không trách con quá bạo gan nữa. Ta đã nhận ra điều ta những tưởng con thiếu thận trọng lại là một hành động rất tài tình của con, nhằm buộc con gái ta không thể diễn ra bất kỳ cớ nào nữa để khước từ mong ước của con. Sau khi hài lòng về câu hỏi chàng Calab đặt ra với nàng công chúa, hoàng đế Anh Tông muốn thư giãn sau mấy ngày căng thẳng bằng việc đi săn. Vừa mặc một chiếc áo choàng nhẹ và chẽn, sai cuộn bộ rau ba chòm vào trong một cái túi bằng sa tanh đen, hoàng đế truyền cho các đại thần hãy sẵn sàng cùng mình tham dự cuộc giải trí, và sai người mang trang phục dạ ngoại đến cho hoàng tử nô gai mặc. Mọi người dùng dội bữa điểm tâm nhẹ rồi ra khỏi hoàng cung. Mở đầu đoàn, các vị đại thần mỗi người ngồi trên một chiếc kiệu bằng ngà voi được trang trí vàng son, trên kiệu không có mái che. Mỗi chiếc kiệu 6 người khiêng. Đi trước kiệu có 2 người tay cầm roi. Theo sau kiệu lại có 2 người khác cầm những tấm biển ghi bằng đại tự mọi chức tước của mỗi vị đại thần. Hoàng đế và hoàng tử Calab ngồi riêng trên một chiếc kiệu đóng bằng gỗ trầm hương đỏ, cũng không có mui che, do 20 sĩ quan quân đội khiêng. Trên kiệu ghi rõ dương hiệu của hoàng đế, còn được trang trí theo hình thù nhiều linh thú khảm bạc. Kiệu hoàng đế đi sau kiệu các vị đại thần. Hai bên kiệu của vua Anh Tông có 2 vị tướng quân theo hầu, tay cầm những chiếc quạt lớn che bớt ánh nắng mặt trời, và cuối cùng là 3.000 quân cấm vệ đi sau. Khi đoàn đến nơi mà các vị quan chuyên lo việc săn bắn đã chờ sẵn với những con chim mồi, mọi người bắt đầu cuộc săn chim cút. Khi mặt trời sắp lặn, cuộc săn mới chấm dứt. Hoàng đế và đoàn tùy tùng quay trở lại hoàng cung, đoàn xa giá dẫn theo trật tự như khi khởi hành. Giữa một cái sân rộng trong hoàng thành đã cắm sẵn nhiều cái lọng che bằng lụa đủ màu sắc và bày nhiều chiếc bàn nhỏ. Các bàn ăn được phủ sơn mài, không trải khăn bàn. Bên trên đặt các đĩa thịt đã thái thành những miếng nhỏ. Sau khi nhà vua ngồi xuống một bàn, hoàng tử Calab và các đại thần theo thứ tự, mỗi người ngồi vào một cái bàn con riêng rẽ. Cạnh cái bàn con này có một cái khác bày sẵn các loại thức ăn. Trước khi dùng các món ăn, mọi người cùng nâng ly uống rượu cất bằng gạo nếp. Sau đó, suốt bữa ăn không ai uống rượu thêm nữa. Bữa tiệc tối kết thúc, hoàng đế Anh Tông dẫn hoàng tử xứ Nô Gai đến một gian phòng sáng rực. Trong phòng đã xếp sẵn những hàng ghế cho người ngồi xem hát. Sau khi hoàng đế an tọa, các quan đại thần lần lượt ngồi vào chỗ dành cho mình. Vua cho hoàng tử Calab ngồi ngay bên cạnh mình trên một chiếc ngai bằng gỗ mun có trang trí hoa văn thếp vàng. Hoàng đế dường như rất am hiểu âm nhạc Trung Hoa. Thỉnh thoảng vua quay lại hỏi hoàng tử nghĩ thế nào về khúc hòa tấu. Để làm vui lòng hoàng đế, hoàng tử nói âm nhạc Trung Hoa hay nhất thế giới. Buổi hòa nhạc kết thúc, các ca sĩ và nhạc công lui khỏi sân khấu, nhường chỗ cho một con voi nhân tạo bước vào. Con voi di chuyển nhờ những chiếc lò xo gắn dưới chân, nó nhả từ trong miệng ra 6 tráng sĩ. Các nhà võ thuật này bắt đầu biểu diễn những trò nhảy múa rất tài tình và khá nguy hiểm. 6 người gần như để mình trần, chân đeo những đôi hà nhẹ, quần cục may bằng giả Ấn Độ, đầu đội mũ gấm thêu. Sau khi biểu diễn nhiều trò kỹ xảo vô cùng kỳ lạ, tất cả 6 chàng trai lại chui tọt vào bụng con voi, và con vật nhân tạo lại đủng đỉnh bước ra khỏi sân khấu y như lúc nó vào. Tiếp đó đến các nghệ nhân kịch. Vua cho đề tài, mọi người ngay lập tức dựa theo đó diễn cương và ứng khẩu hát, tạo nên một vở ca kịch. Ở triều đình Trung Hoa có lệ, các buổi kịch không được dựa theo một kịch bản viết sẵn từ trước.
Khi cuộc vui chấm dứt, đêm đã khá khuya. Hoàng đế Anh Tông cùng chàng Ca Láp đứng lên, mỗi người trở về nghỉ trong biệt điện của mình. Tất cả đại thần cũng lần lượt lui về nhà riêng. Ngày thứ 75. Các hoàng quan cầm trên tay những chân đèn đúc bằng vàng, trên cắm nến là bằng mỡ rắn. Người phương Đông dùng mỡ rắn làm nến thì ánh sáng tốt hơn và tỏa hương thơm khi cháy. Đưa hoàng tử Nô Gai vào phòng nghỉ, chàng chuẩn bị lên giường, chợt nhìn thấy trong phòng có một thiếu phụ mặc chiếc áo dài khá rộng bằng gấm đỏ thêu hoa vàng. Bên ngoài là mặc một chiếc áo choàng bằng satin thêu kim tuyến, có đính những viên hồng ngọc và lam ngọc. Trên đầu, nàng chiết một chiếc khăn nhẹ bằng lụa hồng, cũng có đính ngọc và thêu mấy nét hoa văn đơn giản. Chiếc khăn chỉ bịt mái tóc ở phần trên, để thoải mái rủ xuống những lọn tóc xinh xắn, cài mấy bông hoa chế tác tinh xảo. Nhìn hình dáng và khuôn mặt nàng, có thể thấy, ngoại trừ công chúa Turandot nước Trung Hoa, chắc khó có người phụ nữ nào đẹp bằng. Chàng trai con vua Timotas rất ngạc nhiên, thế giữa đêm khuya lại có một thiếu phụ xinh đẹp dường ấy đến ngồi một mình trong phòng riêng của chàng. Dễ thường chàng đã không thể nhìn nàng mà không xúc động, nếu trước đó chưa được nhìn thấy dung nhan công chúa Turandot. Nhưng một chàng trai đã đam mê nàng công chúa ấy, còn có bụng dạ nào để mắt nhìn một người đẹp khác? Người thiếu phụ nhát thấy hoàng tử Ca Láp vào phòng, rồi đứng lên khỏi chiếc sập. Bên cạnh chỗ nàng ngồi để tấm mạng che mặt, chắc vừa bỏ ra khi nàng bước vào đây. Sau khi nghiêng đầu lịch sự chào chàng trai, nàng nói: "Thưa hoàng tử, em chắc chàng hẳn cực kỳ ngạc nhiên khi gặp ở đây một người đàn bà, bởi chàng còn lại gì, tuyệt đối cấm đàn ông và phụ nữ ở trong cung này được tiếp xúc với nhau. Ai vi phạm sẽ chịu những hình phạt cực kỳ nặng nề. Nhưng những điều em sắp trình bày với chàng đây quá quan trọng đến mức em coi khinh mọi hiểm nghèo. Em đã may mắn và khéo léo vượt qua được mọi trở ngại. Em đã thuyết phục các viên thái giám được cử đến đây hầu hạ chàng, và cuối cùng em vào được phòng riêng của chàng. Giờ đây em chỉ còn có việc thưa chàng rõ nguyên nhân nào dẫn em đến. Xin chàng chú ý lắng nghe cho." Câu mở đầu làm hoàng tử Ca Láp chú ý. Chàng tin chắc người thiếu phụ này đã vượt qua bao nhiêu hiểm nghèo để đến được nơi đây, hẳn có những điều đáng để chàng quan tâm. Chàng mời nàng ngồi xuống chiếc sập, rồi chàng cũng ngồi xuống đấy. Sau đó thiếu phụ cất lời nói như sau: "Thưa hoàng tử, em nghĩ cần bắt đầu thưa để chàng rõ, em là con gái của nhà vua một nước chư hầu của hoàng đế Anh Tông. Cách đây mấy năm, phụ dương em cả gan khước từ, không chịu cống nạp như lệ thường cho hoàng đế, bởi người hơi quá tin tưởng vào tài thao lược của mình cũng như đội quân tinh nhuệ của dương quốc. Phụ dương em tin mình đủ sức tự bảo vệ nếu bị tấn công, và cuộc tấn công quả nhiên đã xảy ra. Hoàng đế Trung Hoa nổi cơn thịnh nộ về sự táo gan của phụ dương em, đã phái đi chinh phạt một đạo quân hùng hậu dưới sự chỉ huy của một vị tướng tài giỏi nhất triều đình. Mặc dù quân lực mình không mạnh bằng, phụ dương em vẫn đưa quân tiến lên nghênh chiến. Sau một trận quyết chiến đẫm máu diễn ra bên bờ một con sông lớn, vị lão tướng Trung Hoa là người chiến thắng. Phụ dương em bị ngàn nhát tử thương, bỏ mình giữa trận tiền. Trước khi qua đời, người ra lệnh ném xuống dòng sông đang chảy xiết tất cả các hoàng hậu, phi tần cũng như con cái của mình, để tránh cho họ khỏi bị bắt làm nô lệ. Nhưng người được lệnh rất hào hiệp, cho dù vô nhân đạo ấy, đã thi hành nghiêm chỉnh. Họ ném xuống dòng sông hoàng hậu, mẹ em, các chị em gái của em, hai đứa em trai còn nhỏ tuổi, cho nên phải theo sát chúng em. Vì tướng quân Trung Hoa được tin báo, ngay lập tức đến chỗ bờ sông nơi người ta vừa ném gia đình em xuống dòng nước, cho chúng em kết liễu số phận đáng thương của mình. Cảnh tượng đáng buồn và ghê gớm khiến cho vị tướng quân đem lòng thương hại. Ông vội truyền lệnh cho quân sĩ, hứa sẽ trọng thưởng cho những ai có thể cứu sống những người trong gia đình nhà vua bại trận.
Mặc dù dòng nước chảy xiết, nhiều kỵ sĩ Trung Hoa đã thúc ngựa lao xuống giữa dòng, đến những nơi có những người sắp chết đuối. Họ vớt lên được một số, song chỉ cứu sống có mỗi mình em. Khi đưa được lên bờ, mọi người trong gia đình em đã tắt thở, trừ có em còn thoi thóp. Vị tướng quân hết sức quan tâm chăm sóc cho em sống còn. Như thế, vinh quang của ông cần có thêm sự việc ấy nữa. Và sự bắt sống được em làm cho chiến thắng của ông càng thêm huy hoàng. Vị tướng ấy đưa em về kinh thành Bắc Kinh, đưa trình em với nhà vua và thuật lại tất cả những việc ông đã làm mong cứu sống gia đình em. Hoàng đế Anh Tông cho em vào hầu hạ nàng công chúa con gái người. Nàng ít hơn em chừng 2-3 tuổi. Cho dù hồi ấy, em vẫn còn là một đứa trẻ. Em vẫn hiểu mình đã trở thành một kẻ nô tỳ, phải biết sống sao cho phù hợp với thân phận không may của mình. Vì vậy, em cố gắng tìm hiểu tính tình công chúa Turandot, cố gắng làm vui lòng nàng. Em cũng khéo xử sự, nhờ vậy được công chúa yêu thương. Từ thời gian ấy, cùng với một nàng cung nữ trẻ khác, cũng là người thuộc dòng dõi trăm anh, chẳng may gia đình sa sút nên lâm vào cảnh làm nô tỳ, em trở thành một trong hai người cung nữ tâm phúc của công chúa Turandot. Thưa hoàng tử, xin ngài tha thứ cho, câu chuyện trên chẳng liên quan gì đến nguyên nhân dẫn em đến đây hôm nay. Em nghĩ, cần phải thưa dạy để chàng rõ, em vốn dòng dõi cao sang. Nhờ đó, chàng tin tưởng phần nào những lời em sắp thổ lộ. Bởi câu chuyện quan trọng em sắp trình với chàng đây, nếu do một cung nữ bình thường nào khác nói ra, hẳn khó được chàng tin cậy. Em không biết, cho dù mình xuất thân là công chúa con vua, em có thuyết phục nổi chàng không? Chàng đã quá say mê công chúa Turandot, liệu chàng có thể tin những điều em giải bày về công chúa ấy không? Hoàng tử Calab ngắt lời. Thưa công nương, xin đừng bắt tôi phải chờ đợi lâu hơn nữa. Xin nàng nói ngay cho tôi rõ nàng định có ý kiến gì về công chúa nước Trung Hoa. Thưa hoàng tử, công chúa Turandot, cô Turandot giả mang ấy có mưu đồ ám hại chàng. Nghe mấy lời ấy, hoàng tử ngã ngửa trên chiếc sập, vừa kinh ngạc vừa hãi hùng. Ngày thứ 76, nàng công chúa bị bắt làm cung nữ, chắc hẳn đã dự kiến sự ngạc nhiên của chàng hoàng tử trẻ, liền nói tiếp. Em không chút ngạc nhiên về thái độ của chàng khi nghe cái tin khủng khiếp ấy. Em đã biết trước, em có lý do để ngờ chàng có thể chưa tin lời em. Tỉnh trí lại sau phút bàng hoàng, hoàng tử Calab thốt lên. Trời cao đất dày ơi, ta vừa nghe gì vậy? Nàng công chúa nước Trung Hoa lại có thể có mua đồ đen tối đến mức ấy sao? Làm sao nàng có thể nghĩ ra điều đó? Thưa hoàng tử, em xin nói thêm để chàng rõ, công chúa đã đi đến quyết định ghê tởm ấy trong hoàn cảnh nào. Suốt buổi sáng, em dẫn trong gia người hầu đứng sau lưng công chúa. Nàng vô cùng buồn bã trước những điều vừa diễn ra. Trở về đến cung riêng, nàng rất xúc động về hận thù và điên giận. Nàng đã suy nghĩ hồi lâu về câu hỏi ngài đặt ra, nhưng chẳng thể nào tìm ra cách trả lời. Tuyệt vọng, nàng đâm ra quẫn trí. Về phần em, cũng như nàng cung nữ tâm phúc kia, hai chúng em đã cố sức khuyên giải cho công chúa giảm bớt cơn điên giận. Chúng em đã cố hết sức gợi lên trong lòng công chúa tình cảm ưu ái nên có đối với chàng. Chúng em đã bảo công chúa chớ nên buồn bã quá đáng như vậy. Tốt hơn là nên quyết định đi cần nhận lời kết hôn với chàng. Nhưng công chúa buộc chúng em phải câm miệng và tuôn ra không biết bao nhiêu lời nguyền rủa chê bai nàng vẫn thường có đối với đàn ông. Với công chúa thì chàng trai xinh đẹp nhất cũng chẳng gây nên ấn tượng gì khác trong lòng nàng hơn một chú hề vừa xấu xa vừa vô học. Công chúa còn nói, tất cả cánh đàn ông đều là những sinh vật đáng khinh bỉ, ta luôn luôn thù ghét họ. Đối với anh chàng vừa đến trình diện ta hôm qua, ta còn hận thù hắn hơn tất cả những người đàn ông khác, bởi hắn đặt ta vào tình thế chẳng còn có cách nào giải thoát khỏi bàn tay hắn. Vậy chỉ còn mỗi một cách là ám hại nó thôi. Ta muốn sai người giết chết hắn.
Nàng công chúa nô tỳ nói tiếp: "Em đã cố gắng làm cho công chúa từ bỏ ý đồ đen tối. Em đã cố gợi cho Turandot thấy rõ những hậu quả ghê gớm của việc ấy. Em nói với công chúa là như vậy là gây thiệt hại cho chính mình. Rồi đây, hậu thế sẽ kinh tởm một cách chính đáng khi nhắc đến tên công chúa." Chị cung nữ Tâm Phúc, bạn em, cũng nói dung vào: "Nhưng đối với công chúa, mọi lời lẽ đều vô ích. Công chúa đã giao phó cho mấy tên hoàng nô trung thành, sáng sớm mai sẽ hạ sát chàng, ngay khi chàng bước ra khỏi biệt điện này để đi đến điện Thiết Triều." Không chịu nổi nữa, hoàng tử xứ Nogai thốt lên: "Ôi, hỡi nàng công chúa bất nhân, hỡi nàng Turandot nham hiểm. Vậy ra, bằng cách ấy nàng chuẩn bị cho tình yêu của chàng trai con vua Timotas đạt tới đỉnh cao hay sao? Vậy ra, hoàng tử Calab này trước mắt nàng khủng khiếp đến vậy. Bởi nàng cho thà giết chết hắn đi và gây nên một tội ác sẽ làm ô danh nàng đến muôn đời, còn hơn là gắn bó duyên số nàng với duyên số hắn. Trời đất ơi, sao cuộc đời ta lại trải qua nhiều sự kiện lạ lùng đến vậy? Khi ta ngỡ sắp hưởng được một hạnh phúc xứng đáng với mong muốn của mình, thì chính là lúc ta sắp bị ném xuống vực sâu đau khổ." Công chúa nô tỳ lại nói: "Thưa hoàng tử, nếu trời bắt chàng phải trải qua nhiều bất hạnh, ít ra trời không muốn chàng phải gục ngã ngay hôm nay. Bởi trời đã xui khiến người đến báo cho chàng biết trước những nỗi nguy đang rình rập chàng. Vâng, đúng vậy, thưa hoàng tử, có lẽ trời đã run rủi em nảy ra ý nghĩ phải cứu sống chàng. Bởi em không chỉ đến báo cho chàng biết có một cạm bẫy dương ra để sát hại chàng, em còn đến đây trao cho chàng phương sách tránh khỏi cạm bẫy ấy." "Nhờ sự trung gian của vài quan thái giám trung thành với em đã mua chuộc được một số binh sĩ trong đội cấm vệ. Họ sẽ tiếp tay cho chàng dễ dàng thoát khỏi hoàng cung. Bởi sau khi chàng trốn thoát, người ta sẽ điều tra khám xét khắp nơi và người ta khắc hiểu chính em đây là người đã bày ra việc cứu thoát chàng. Cho nên em quyết định sẽ cùng đi với chàng. Em muốn cùng chàng đi khỏi triều đình định mệnh chết chóc này. Ở đấy trước đây em chỉ có buồn phiền, thân phận em chỉ là con nô lệ. Và từ nay, sau khi xảy ra việc chàng trốn thoát, thì em cũng không thể nào sống sót." Nàng cung nữ lại nói tiếp: "Ở một nơi nọ trong kinh thành đã sắp sẵn mấy con tuấn mã chờ chúng ta. Chúng ta hãy cùng lên đường, hãy tìm mọi cách đến cho được lãnh địa của bộ tộc người Bela. Em vốn có họ hàng với vị hãng Alinger đang trị vì ở bộ tộc ấy. Chắc hẳn ông sẽ vô cùng mừng vui thấy cô em họ của mình thoát khỏi nơi giam cầm trong cung cấm của hoàng đế Anh Tông. Và vị hãng ấy nhất định sẽ đón tiếp chàng như người giải thoát cho em. Hai chúng ta sẽ cùng sống trong bộ tộc với quyền trị vì của hãng Alinger, bình thản hơn, hạnh phúc hơn sống ở nơi đây. Em sẽ thoát khỏi những ràng buộc thân phận một tù nhân. Số phận của em nhờ vậy sẽ dễ chịu hơn. Còn chàng, thưa hoàng tử, chàng có thể tìm thấy ở đấy một nàng công chúa xinh đẹp nào đó xứng đáng để chàng yêu thương. Nàng công chúa ấy không tìm cách mưu hại mạng sống của chàng để khỏi trở thành người vợ, mà nàng sẽ luôn luôn quan tâm săn sóc làm hài lòng chồng. Giả sử công chúa ấy có được niềm hạnh phúc được một hoàng tử như chàng hạ lòng yêu quý. Chúng ta chưa nên để mất thời giờ, chúng ta hãy đi ngay. Làm sao sáng mai khi mặt trời vừa rạng, chúng ta đã đi khỏi kinh thành Bắc Kinh khá xa rồi." Hoàng tử Calab đáp: "Thưa công chúa xinh đẹp, tôi vô cùng cảm tạ nàng đã vui lòng đến đây tìm cách giải thoát cho tôi khỏi nỗi hiểm nguy đang chờ đợi. Giá mà tôi có thể, để bày tỏ lòng tri ân nàng, đưa nàng thoát ra khỏi cảnh nô tỳ và đưa nàng đến được lãnh địa của vị hãng bộ tộc Bela, họ hàng của nàng. Giá mà tôi có được niềm vui giao nàng tận tay vị hãng ấy. Nhưng thưa công nương, xin nàng hãy cho tôi biết, trong trường hợp tôi biến mất khỏi nơi này, thì tôi sẽ còn ra gì dưới con mắt của hoàng đế Anh Tông? Nhà vua sẽ nghĩ thế nào về kẻ này? Chắc hẳn nhà vua sẽ ngỡ rằng tôi đến triều đình này chỉ nhằm mục đích bắt cóc và đưa nàng chạy trốn. Và trong thời gian tôi ra đi để tránh cho công chúa con gái hoàng đế khỏi phạm một tội ác tày trời, thì hoàng đế sẽ lên án tôi là kẻ không biết đền đáp tấm lòng hiếu khách của người khác.
Dạ chăng, không biết tôi có nên thú nhận điều này với nàng hay không? Cho dù công chúa Trung Hoa Turandot giả mang đến thế, trái tim hèn hạ của tôi vẫn không thể nào thu ghét được nàng. Sao tôi vừa buộc miệng nói thù ghét nhỉ? Không đâu, tôi vẫn yêu quý nàng, tôi vẫn chung thủy, tuân theo mọi ý muốn của nàng. Bởi nàng đã muốn kết liễu đời tôi, thì tôi sẵn sàng để chịu chết. Nàng cung nữ thấy chàng hoàng tử xứ Nogai khăng khăng thà chịu chết hơn ra đi cùng nàng, bật ra khóc và nói: Có thể nào, thưa hoàng tử, chàng chuộng cái chết hơn là lòng biết ơn của một công chúa bị giam cầm mà chàng có khả năng giải thoát cho. Nếu công chúa Turandot xinh đẹp hơn em, ngược lại, em có một trái tim khác trái tim cô ấy. Hỡi ôi, sáng nay khi chàng xuất hiện trước triều đình, em đã rung lên lo sợ cho chàng. Em chỉ e chàng không trả lời đúng các câu đố của công chúa Vua Anh Tông. Khi chàng đã trả lời đúng tất cả, em lại cảm thấy nảy sinh một nỗi lo âu mới. Có lẽ em linh cảm người ta sẽ tìm cách hãm hại chàng. Ôi, hỡi chàng hoàng tử yêu quý của em gian chàng hãy suy nghĩ kỹ hơn, chứ nên để tình cảm nồng nhiệt vô lý lôi kéo mình đến một cái chết vô nghĩa. Tình yêu mù quáng không nên khiến chàng coi thường một nỗi nguy có thật, làm em rất lo lắng. Hai ta không nên chần chừ nữa, chúng ta hãy chạy trốn ngay khỏi hoàng cung này, nơi em luôn luôn bị giày vò đau khổ. Chàng trai con vua Timotas lại nói: Thưa công chúa quý mến của tôi, cho dù có hiểm họa nào xảy ra với mình chăng nữa, tôi vẫn không thể nào quyết định chạy trốn nhanh chóng như vậy. Tôi xin thú thật với nàng, nàng rất xứng đáng được người có khả năng giải thoát cho nàng đền đáp lại công ơn. Nàng sẽ mang lại cho người ấy một duyên phận đầy lạc thú, nhưng tôi sinh ra không để được hưởng hạnh phúc ấy. Duyên số của tôi là yêu thương công chúa Turandot. Cho dù trước mắt nàng ấy tôi là một người đáng kinh tởm, thì về phần mình, xa cách nàng tôi chỉ có thể kéo dài những ngày sống đầy ưu phiền. Cô gái đột ngột đứng lên và ngắt lời chàng: Vậy thì hỡi con người bạc nghĩa, anh hãy ở lại đây, anh hãy chớ xa lánh một nơi mà anh cho là đầy lạc thú này. Đến chừng nào anh nhìn thấy máu của mình chảy xuống ướt đẫm mảnh đất này, khi ấy ta chẳng còn thôi thúc anh ra đi làm chi nữa. Anh không muốn chạy trốn cùng với một con nô tỳ. Nếu anh nhìn thấy tận đáy tâm can ta, thì ta cũng đã nhìn rõ tâm can anh. Cho dù bề ngoài anh tỏ ra say mê nàng công chúa Trung Hoa đến đâu, thật tâm anh ít yêu thương cô ấy hơn là ghét bỏ chính ta đây. Nói xong, nàng đeo lại tấm màn che mặt và giận dữ bước ra khỏi phòng hoàng tử Calab. Quý vị thính giả thân mến, quý vị nghĩ như thế nào? Khi người cung nữ này đi khỏi, hoàng tử trẻ của chúng ta có thể đổi ý hay không? Mời quý vị đón nghe tập kế tiếp Nghìn Lẻ Một Ngày tại truyện audio Lê Duy Dư Lê và Vì Sao. Và bây giờ, chào tạm biệt.